Để có cái góc nhìn đánh giá đúng hơn về thị trường bất động sản nói riêng cũng như là các thị trường đầu tư tài chính nói chung thì chia sẻ hôm nay Thắng ơi sẽ dành cho ít phút để trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn về cái đánh giá tổng quan về tăng trưởng tín dụng giai đoạn nửa đầu năm 2018 để chúng ta có cái nhìn rõ hơn cái luồng tiền hỗ trợ cho thị trường bất động sản. Thì theo cái thống kê thì tăng trưởng tín dụng đến ngày mùng 10 tháng 6 năm 2019 là đạt 5,75%, và ngân hàng nhà nước thì kiểm soát chặt chẽ cái tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Ngân hàng nhà nước công bố dư nợ cái tín dụng mà và tổng phương tiện thanh toán thì lần lượt là 5,75% và 5,17%. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong 6 tháng qua thì ổn định. Lãi suất trong cho vay phổ biến ngắn hạn nằm ở cái mức từ 6 tới 9% một năm. Trung và dài hạn thì ổn định ở mức 9 tới 11% một năm. Nghiệp vụ thị trường mở thì sử dụng điều tiết thanh khoản ổn định thị trường mở. Ngân hàng nhà nước thì tiếp tục phát đi cái thông điệp là kiểm soát chặt chẽ cái tín dụng tiêu dùng. Và thưa với anh chị và các bạn là cái việc mà gọi là tăng cường cái quản lý rủi ro với các cái dự án BOT, BT cho giao thông và với cái định hướng là điều hành từ đầu năm đến nay thì ở cái mức tăng trưởng 14 đến 15%, thì như vậy là chúng ta thấy được rằng là tăng trưởng tín dụng của Việt Nam giai đoạn nửa đầu 2019 thì đang khá là thấp, khá là thấp. Nó phát đi một cái gọi là cái thông điệp khác mà nhiều anh chị và các bạn vẫn chưa để ý nhiều lắm. Đó chính là ngoài cái câu chuyện ban đầu thì ngân hàng nhà nước phát đi cái thông điệp là kiểm soát cái lĩnh vực tín dụng vào trong những cái lĩnh vực mà tiềm ẩn nhiều rủi ro như chứng khoán, như bất động sản. Thì sau khi cái chính sách này được thực hiện thì cái lượng vốn vào các cái thị trường này nó lại đi theo một cái hướng khác, đó là các nhà đầu tư không dám vay hoặc hạn chế vay, dẫn đến câu chuyện là theo cái hạn mức mà tín dụng ngân hàng nhà nước cho phép các ngân hàng được phép tăng trưởng thì nằm ở cái mức khoảng 14%. Vì vậy thì gần hết tháng 6 rồi, tức là chúng ta thấy rằng là sắp hết nữa, gọi là hai quý đầu năm rồi, nhưng mà chúng ta mới chỉ tăng được 5,73%. Theo cái số liệu thống kê thì khoảng đâu đó 6%, bởi vì số liệu thống kê được tính vào ngày mùng 10 tháng 6 năm 2019. Để cho thấy là rất 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 nhiều một số các cái e ngại mà các nhà đầu tư đang phát đi trên thị trường thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Chúng tôi xin dừng video tại tại đây. Hy vọng là những cái chia sẻ có phần là hơi hơi bi quan một chút về thị trường thì giúp ích cho quý anh chị em và các bạn có thêm những cái số liệu để tổng hợp cũng như là đưa ra những cái quyết định đầu tư cho phù hợp. Mong rằng là anh chị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng với Thắng ơi trong thời gian sắp tới. Hãy để lại những cái sẻ chia của mình cũng như là những cái nhận định, cảm nhận của mình về thị trường để chúng tôi biết tiếp tục thống kê và đưa ra những cái bình luận, những cái chia sẻ tiếp theo giúp ích cho quý anh chị em và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Giá bất động sản hiện nay thì đang cao hơn so với giá thực và cao hơn khoảng 25 lần so với thu nhập bình quân đầu người. Thì trong khi đó thì theo cái báo cáo đánh giá chi tiết về thị trường bất động sản tại Đà Nẵng từ năm 2017 đến đầu tháng 6 năm 2019 thì công ty cổ phần DKRA Việt Nam thì cho biết giá đất nền tại đây đang có khuynh hướng giảm nhẹ từ 7 tới 10%, tức là tương đương với mức khoảng 200 đến 400 triệu giảm. Nhưng mà vẫn cao gấp 3 lần so với năm 2017, tức là giá hiện tại tại Đà Nẵng. Hay là doanh nghiệp lớn nhất hiện nay là tập đoàn Vingroup mới đây cũng cho biết sẽ chuyển hướng chiến lược kinh doanh từ bán lẻ truyền thống sang cái việc là bán buôn. Thì theo đó thì công ty này dự kiến doanh thu bán buôn sẽ chiếm khoảng 50% trong tổng doanh thu của mảng bất động sản trong quý 1 năm 2019. Vingroup cho biết đã bán 6 tòa nhà tại các dự án Vinhome Ocean Park. Bán lẻ thường có biên lợi nhuận thấp hơn so với bán buôn,
Tuy vậy thì cái việc chuyển hướng của Vingroup thì cho thấy là cái thị trường bán lẻ căn hộ đang có nhiều những dấu hiệu khó khăn hơn. Thống kê từ 7 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất hiện nay trong quý 1 năm 2019, trong khi doanh thu thuần thì giảm khoảng 14,3% thì hàng tồn kho lại tăng 31,9% so với cùng kỳ của năm 2018. Động thái này càng khẳng định cho cái xu hướng hạ nhiệt trên thị trường bất động sản đang hình thành. Xu hướng này cũng phù hợp với các quy luật về kinh tế, việc tồn tại chu kỳ trên tất cả các hàng hóa. Thị trường bất động sản Việt Nam bắt đầu sôi động trở lại từ cuối năm 2014 đến nay sau giai đoạn khủng hoảng kéo dài từ năm 2009 đến năm 2014. Thì một số cái đánh giá của CBRE Việt Nam thì một số căn hộ chung cư hạng sang tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có giá từ 1.000 tới 2.000 đô la một mét vuông, tương đương với khoảng 23 đến 46 triệu đồng trên một mét vuông. Tuy nhiên, theo tính toán của các kỹ sư xây dựng thì giá thành xây dựng hiện tại chỉ dao động khoảng từ 18 tới 33 triệu trên một mét vuông. Trong đó thì chi phí xây dựng thì khoảng 7 đến 9 triệu. Đây là chi phí gọi là đã tính cái phần gọi là tăng giá thêm của nguyên vật liệu. Chi phí thuê và mua đất phân bổ lên thì từ 9 đến 21 triệu tùy theo từng cái khu vực. Còn lại thì chi phí tiếp thị bán hàng chiếm từ 2 tới 3 triệu trên 1 mét vuông. Tính ra thì tỷ suất sinh lời của các chủ đầu tư vẫn nằm ở cái khoảng từ 28 tới 40%. Như vậy, để mua một căn hộ có giá như trên thì người mua nhà thông thường cần phải có thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng trên một tháng thì mới có thể đảm bảo là mua được những cái căn hộ cao cấp. Thì rõ ràng cái con số này không phù hợp với phần lớn người lao động Việt Nam có nguồn thu nhập duy nhất từ tiền lương hàng tháng, và mức thu nhập trung bình đầu người của Việt Nam hiện tại thì khá là thấp. Còn trong một khảo sát khác thì giá đất nền tại một số dự án tại Đà Nẵng như chúng tôi vừa trao đổi với anh chị và các bạn thì nằm ở cái vị trí cách bờ biển khoảng từ 500 đến 600 mét thì dao động khoảng từ 120 triệu đến 150 triệu đồng trên một mét vuông. Mặc dù vậy thì số lô đất nền bỏ trống đang còn nhiều hơn so với số đã xây dựng thành các căn hộ để ở hoặc cho thuê. Điều đó cho thấy là các nhà đầu tư vào đất đã chủ yếu là đầu cơ thôi, đầu cơ tức là mua bỏ đó và đầu cơ. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải trao đổi và chia sẻ bàn thêm trong cái thời gian sắp tới. Thì lo lắng hơn cả thì vào thời điểm hiện nay có lẽ là các ngân hàng thương mại mà rủi ro đến từ cả người mua nhà để ở, các nhà đầu tư lẫn các doanh nghiệp phát triển dự án, bởi tất cả các chủ thể này có lẽ đều đã và đang sử dụng đòn bẩy margin, tức là sử dụng vốn vay để tham gia cái lĩnh vực bất động sản. Rất nhiều người đã từng trải qua cái giai đoạn 2009-2014 thì đã biết rằng là chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu như thị trường bất động sản nói riêng, các thị trường khác, đặc biệt là thị trường đầu tư tài chính, đầu tư, nói chung lĩnh vực là lĩnh vực đầu tư mà nó quay đầu giảm điểm, tức là nó quay đầu đảo chiều xu hướng không tăng nữa, thì những người mà sử dụng đòn bẩy lớn, không chỉ những nhà đầu tư gọi là thứ cấp mà ngay cả các chủ đầu tư cũng sẽ gặp rắc rối. Giai đoạn 2009-2014 cho chúng ta thấy được cái điều rõ nét như vậy. Lý do là bởi vì khi mà mọi thứ nó sẽ ngưng trệ lại thì chúng ta vẫn hàng tháng vẫn phải đóng tiền lãi cho ngân hàng. Và các chủ đầu tư lớn vay với cái khối lượng tiền vay lên tới hàng ngàn tỷ đồng thì rõ ràng là sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Theo một số cái đánh giá thêm thì về cái lượng tồn kho cũng như là cái doanh thu thuần cho cái quý 1 năm 2019 được CBRE tổng hợp như sau. Lớn nhất hiện tại là Vinhome thì doanh thu thuần của Vinhome quý 1 năm 2019 thì chỉ đạt có 5.852 tỷ thôi. Trong khi đấy thì hàng tồn kho quý 1 năm 2019 của Vinhome lên tới 37.010 tỷ đồng. Lớn thứ hai là Novaland thì doanh thu thuần chỉ đạt chưa tới 5.000 tỷ, tức là 4.909 tỷ. Trong khi đó thì hàng tồn kho tăng vọt lên 35.712 tỷ đồng. Hải Phát thì doanh thu chỉ đạt 334 tỷ, trong khi đó tồn kho lên tới 2.897 tỷ. Còn Văn Phú Invest thì nằm ở cái doanh thu là 2.036 tỷ đồng. Chắc là có một cái đoạn rơi lợi nhuận của một cái dự án nào đó. Văn Phú Invest thì có cái mức tồn kho khoảng 2.127 tỷ đồng. Phát Đạt thì doanh thu thuần đạt 1.704 tỷ. Vừa rồi có bút toán lợi nhuận của một dự án tại quận 7 và một dự án tại khu
khu vực gần gần quận 7 là khu dưới nhà bè thì đạt được 1.704 tỷ doanh thu thuần, nhưng mà tồn kho cũng tăng vọt lên 5.023 tỷ. Nam Long thì chỉ đạt 332 tỷ doanh thu thuần mà tồn kho thì vọt lên 4.893 tỷ. Đất Xanh thì doanh thu thuần đạt 1.498 tỷ, tuy vậy thì tồn kho là 3.097 tỷ. Thì tính cho 7 cái doanh nghiệp mà CBRE, một trong những cái công ty thống kê về số liệu thị trường bất động sản, thì họ cho rằng là với chỉ 7 công ty hàng đầu thì doanh thu thuần chỉ đạt đâu đó khoảng 21.337 tỷ. Trong khi đó thì tổng cái lượng hàng tồn kho đã chuẩn bị chạm cái ngưỡng là 100.000 tỷ, đạt cái mức là 91.997 tỷ. Thì nếu cái sự đảo chiều xu hướng thì đồng nghĩa với cái xu hướng giảm giá, thì đây là xu hướng đã từng xảy ra ở Việt Nam trong cái giai đoạn 2009-2014. Nhiều anh chị và các bạn mới tham gia bất động sản thì chắc chưa được chứng kiến cái giai đoạn đấy. Chính cái giai đoạn đó đã làm cho rất nhiều ngân hàng quyệt quệ, và sau này thì gần đến mức là phá sản, bị mua lại không đồng. Rất nhiều cán bộ ngân hàng đã phải vào tù ra tội. Trong đó thì tiêu biểu nhất là vụ án Huyền Như. Huyền Như đã sử dụng tiền để mua bất động sản và gánh chịu một cái hậu quả khá là đau trong cái giai đoạn mà thị trường bất động sản gặp những rắc rối. Thì nếu chúng ta cũng phải đề phòng rằng là trong trường hợp thị trường bất động sản của chúng ta không tăng nữa mà ngưng lại trong giai đoạn sắp tới, thì chúng ta sẽ làm gì và phản ứng ra làm sao trước cái xu hướng có thể xấu đi trong thời gian tới. Như ở đầu video thì chúng tôi đã nói rằng là Ngân hàng Nhà nước là phát đi cái thông điệp là kiểm soát chặt chẽ cái lĩnh vực bất động sản và lĩnh vực chứng khoán. Đây là một trong những lĩnh vực là tiềm ẩn những rủi ro, bởi vì không khó để nhận ra là đã có mức tăng khá là mạnh, tăng tới 3 lần đến 4 lần trong giai đoạn 2015-2019. Và bên cạnh đó nữa thì có một điều rất đáng lưu tâm, đó chính là chúng ta học hỏi kinh nghiệm ở phía, tức là những cái năm về trước thì Ngân hàng Nhà nước đã chủ động trong cái câu chuyện là ngưng lại và giảm bớt cái tốc độ tăng của bất động sản để tránh tạo ra cái cơn bong bóng. Đây cũng là một trong những cái tín hiệu tích cực. Một điều mà ít anh chị quan tâm đó chính là cơ quan này cũng đang ban hành cái dự thảo về việc nâng hệ số rủi ro tín dụng đối với các cá nhân có cái khoản vay trên 3 tỷ đồng lên 150% từ mức là 100% trước đó, cao gấp 2 lần so với các khoản vay thông thường. Đây là một trong những cái cách mà bắt ngân hàng là hạn chế bớt cho vay vào những cái lĩnh vực gọi là với cái số tiền lớn, và lĩnh vực có thể nói rõ luôn là lĩnh vực bất động sản cao cấp. Mục đích của cái dự thảo trên là nhằm hạn chế các nhà đầu tư tham gia thị trường bất động sản trong giai đoạn hiện nay. Trước diễn biến này thì có lẽ người mua nhà với mục đích để ở sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, bởi vì xu hướng của thị trường bất động sản sẽ chậm hẳn cái đà tăng và có khuynh hướng sẽ dịch chuyển theo hướng giảm dần để các những người, những nhà đầu tư hoặc là những cái cá nhân hộ gia đình đang có nhu cầu để mua một căn hộ để ở, mua một miếng đất để sử dụng, thì có lẽ là đang cảm thấy rất là vui và mừng trong cái tình trạng như vậy. Thì trước mắt thì chúng ta cần phải hạn chế giải ngân đối với các cái khoản vay mới đối với nếu chúng ta là chủ đầu tư, hoặc là nếu chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta cũng phải cần cân nhắc cực kỹ lưỡng trong cái giai đoạn sắp tới. Tình hình kinh tế thế giới thì trong nhiều video gần đây thì chúng tôi đã nói với anh chị em và các bạn rồi, nó khá là bất ổn. Trong cái việc là Mỹ thì tiếp tục gọi là nâng cao cái căng thẳng giữa thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như là phát đi cái thông điệp là hoàn toàn có thể đánh thuế bất kỳ quốc gia nào trên thế giới không tuân thủ theo những cái quy định cũng như là những cái chính sách mà người Mỹ đưa ra. Thì một thế giới bất ổn đang tồn tại ở phía trước. Thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam và rất nhiều các thị trường trên thế giới cũng đang và đã phát đi những cái thông điệp là chúng ta cần phải